Chào mừng em đã quay trở lại với Thông Game Online. Mình đang đụt và như các bạn đang nhìn thấy đây là một bối cảnh hết sức là buồn bã. Đó là một người đàn ông trong gia đình đã bị sếp quát này, ngồi nhìn ảnh của con trai và vứt bỏ lại công việc đằng sau để đi câu. Rồi, và đó là một cái cách mở đầu rất là hấp dẫn. Ủa, hình ảnh đẹp thế. Có chữ tiếng Việt luôn. Chúng ta hãy đi thuyền và tìm một địa điểm câu cá tuyệt vời. Rồi, nói sao nhỉ? Tự nhiên này nó đang, dù chưa bắt đầu nhưng nó đang đem cho mình một cảm giác rất là thư thái. Đó cũng chắc hẳn cũng sẽ là những cái cảm nhận của nhiều người khi mà chúng ta đã có những ngày tháng bộn bề về công việc và cuộc sống. Và nhiều khi chỉ muốn vứt hết tất cả đi ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ đi tìm một địa điểm câu cá tuyệt vời. Và như ở đây thì đây chính là tựa game Fishing Life. Mình cũng chưa thể biết rõ là tựa game này nó sẽ có những gì đặc biệt, nhưng mà mình chắc chắn nó sẽ đem lại cái sự giải trí nhất định cho các bạn thông qua những ảnh vừa rồi. Rồi, chúng ta hãy đi thuyền và tìm một địa điểm câu cá tuyệt vời với Fishing Life nhé. Đầu tiên bạn có thể đi tiếp xúc tiếp vào bên phải màn hình. À, đây là thuyền. Rồi sau đó nhiều cá thế. Chỗ nào đây, lại còn cả cá mập đây. Bắt đầu mình thấy nó không thư giãn mấy đấy. Cá voi này, cá mập cũng đứng dưới dư khô bóng nữa. Nào đi, còn có rất nhiều cá. Ta chưa từng thấy khu vực nào nó nông với nhiều cá như này. Còn câu cá ở hồ lại có cá mập là sao? Đúng rồi, xin nhiên giữ nút quăng dây trong 2 giây và lưu ý rằng cá lớn sống lâu ở dưới nước. Rồi, quăng câu này. Ấn vào đây. À, kéo lên. Hãy thử đặt cá vào rồi đánh cá. Chữ ma. Nâng cấp ngư cụ. Ngư cụ. Cụ à, ngư cụ à? Ngư cụ là cái dụng cụ câu cá đúng không? Bắt cá cấp cao hơn khi cần câu cao hơn, nâng cấp cần câu. Nâng cấp cần câu này, đi sâu hơn trong nước với dây câu dài. Cái này liên quan đến nhau phết nhỉ. Tại vì bắt cá cao cấp hơn thì cần cần câu cao cấp hơn này, mà cái cao cấp chỉ có ở những chỗ sâu này, đòi hỏi dây câu nó phải dài hơn để phải nâng cấp dây câu. Đúng, dây câu đây, cuộn dây tăng tổng khoảng cách của dây câu. Thế lại cũng hay. Nhưng mà cái cuộn dây câu nó tăng lên phần trăm nha các bạn, để ý nhá. Tăng lên phần trăm thì chúng ta sẽ có cái này nâng cuối cùng. Tại vì nếu mà cái tổng thể của nó phải nhiều đã, thì khi mà nâng cấp tổng thể thì nó mới dài ra được nhiều được. Chứ nâng ban đầu, ví dụ cái dây câu nó dài khoảng độ 50 mét chẳng hạn, mà các bạn nâng cấp cuộn dây thì nó sẽ tăng khoảng độ 10% đi, thì nó sẽ tăng được thêm khoảng 5 mét. Nhưng mà bây giờ các bạn tăng cái cuộn dây trước tăng vẫn tăng được 10%, nhưng mà cái dây câu của các bạn nó chỉ có 10 mét thôi, thì các bạn chỉ thêm được 1 mét thôi đúng không? Đấy, đó là lý do chúng ta phải tăng cái dây câu trước. Như bên trong cửa hàng tiệm đây, mua mồi nâng cấp và mồi đặc biệt tại cửa hàng, mua thuyền và quần áo ở đây luôn hả? Ngon rồi, tự do tận hưởng với câu cá, quà tặng hôm nay là 1.000 vàng đấy, đi chơi có thưởng. Khi đặt phòng để nhận một món quà. Đặt phòng. Sự kiện phần thưởng nâng nghiệp trở lại sau 7 ngày. Mồi cơ bản được nâng cấp lên mồi cấp 1 sao sử dụng vĩnh viễn. Có nên mua thuyền mới không á? Hỏi khéo thế. Một câu chúng ta chưa có này. Bỏ qua cá dưới cấp 2, ai giấu mồi trong 9 giây. Hay quá nhỉ. Chim số 1. Mồi nâng cao này. Chúng ta có bao nhiêu tiền đây? Chúng ta có hơn 2.000 tiền. Rất là nhiều loại mồi này. Rồi chúng ta sẽ mua một loại mồi câu đã, thì mới có cá được. Sức mạnh lại đi. Nó có cái gì nữa? Ôi thế đã. Mình sẽ mua một cái loại mồi không có để mà trang bị này.
Mua cái mồi câu vớ vẩn đã nhá. Tân lấp đầy hồ cá với cá. Hồ cá vốn đã nhiều cá rồi mà. Có thể nhìn xuống dưới được không? Mình muốn nhìn ở dưới cơ. À, âm thanh này, BGM này, cái này nó cũng không có gì là khó hiểu. Lưới cá, à, bạn thử bắn cá trong nơi đánh cá hoặc di chuyển chúng vào bể cá. Để giữ này, chọn cá này. Bể cá có ba con này. Kiểm tra cá bạn đặt đấy bể nuôi đây. Thì cũng luôn đó. Cái đơn vị chữ trong bể cá sẽ tự động kiếm vàng. Nhưng vàng chỉ kiếm được khi cá có năng lượng. Cá không năng lượng phải phục hồi. Hiểu hiểu hiểu. Rồi, để cho ăn lại cơ. Cho ăn lại là cho xem quảng cáo à? Cá rồi biết cho xem quảng cáo luôn đấy. Cho cá xem quảng cáo thì lấy lại năng lượng. Hay. Cũng là một cách làm khá là hữu hiệu. Mai thì sẽ làm thử xem cho con cá của mình xem quảng cáo đỡ rồi cho ăn. Rồi khe cắm thêm một khe nữa để nuôi cá đi. Rồi mình sẽ đi câu cá. Đây chúng ta có một cái bể thủy cung của chúng ta. Sách đây, bộ sưu tập có loài cá này. Trông tôi có nhỏ không? Rồi mình sẽ bắt đủ ba loại cá để kiếm được tiền đúng không? Hiểu rồi. Triệu tập cái gì đây, chưa hiểu triệu tập này lắm. Lục lục đây, 167 loại cá. Bản đồ chúng ta đang ở hải đăng này, có rất nhiều loại biển. Biển thành phố, biển vật tượng, hồ yên tĩnh, biển cổ, chỉ mở vào khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ tối này. Rất là nhiều loại biển nha. Và mình sẽ đi xa ra ngoài thì hãy nâng cấp, vẫn nâng cấp được à? À, không có 714 vàng. Ờ, quảng cầu chứ đấy. Có gì ăn được đấy? Đừng, đừng nói con này. Chạy ra ngoài sau đây một tí nữa. À, mình muốn nhận được cái. Ui. Đó. Bắt những con cá lớn hơn nếu bạn sử dụng cá làm mồi à? Ok, đúng con này làm mồi luôn. Không, sợ là con này. Cá sấu. Ôi, màu sắc này. Nó, 800 vàng. Nó vẫn bắt mình nâng cấp. Ngoài này sẽ nghe, thủy cung ra đấy. Cá hết năng lượng rồi còn đâu. Mà thua vàng mà đã. Bỏ con này ra bán này. Con này chẳng ăn thua. Mình sẽ đi gì kia xa tí đi câu cái hòm này xem này. Ý. Thì thêm một dương kho báu. Chẳng là biểu tượng phục. Đây. Con này không phải con mình cần bắt thì thôi cũng được. Sử dụng làm mồi luôn. Đi xuống đây nào, làm thêm một cái, làm thêm một cái hòm nữa đi. Không tới. Lại ra con cá im này. Lại xịt cái hòm rồi. Đây là một con cá gì gì đó đây. Đây rồi, mất hòm nữa. Ăn đi, mình lại con này. Chúng ta có thể lực không? Lưới này chưa có u con kìa. Hòm được cái gì đây? Nghìn năm 60 vàng. Xem quảng cáo không thấy được à? Chà chà.
phải xem quảng cáo mà lấy được dương thì nói chuyện gì. Cần tiền, tiền có kiếm như mấy cả sâu đâu. Chết. Bắt được con. Ui lên. Lại. Rồi, lấy con này làm mồi. Đi ra xa một tí nữa. Ngồi thôi đi em ơi. Con to to kìa, đúng rồi. Thế xem nào. Mình sẽ mang con cá này thả vào thủy cung. Đây. Cho con này vào thủy cung này. Bắn con cá này nhỏ. Cá gì đấy? Đúng rồi, con này con mình cũng chưa cần làm. Nó đớt đi. Mình sẽ nâng cấp cho chiều dài dây câu lên một chút nhé. Cá ơi, cá em ơi. Ui, lại con giới này. Làm mồi luôn, ơ kìa. Tự nhiên đang chơi vui trong một cá. Rồi. Nhưng cái con rẻ này mất công tao chọn mồi xịn. Ơ, mà được à? Rồi cho con này vào bể cá cảnh. Thì nữa chúng ta sẽ thu được vàng. Có một con cá rất là to đang đứng ở kia. Vào đây. Coi con này nhỉ. Mình cần tìm con cá tím cơ. Con cá tím đâu nhỉ? À, con cá ở đây rồi. Xa hơn nào. Ừ. Còn thế nữa cơ. Mình sẽ quay lại cái khu nhà của mình một tí vậy. Mấy con cá cao cấp thì khó bắt đấy nhỉ. Không thấy con tím đi đâu nhỉ. Đi đâu mà thấy được con cá tím tím kia đây. Bắn đi con kia. Đớp đi. Chờ mấy con này hồi phục như ngoài đời. À, có hòm mới này. Đưa đi em. Rồi, 800 vàng. Ô, lấy đánh cá của mình phun rồi. Nhìn này, đi luôn. Bể nuôi cá vẫn đang hoạt động rất là đáng sợ này. Xa một tí nữa. Làm đồ một cái này vẫn còn. Ồ. Không di chuyển được nữa. Mình vẫn chưa tóm được con cá kia. Cá này cần level 10 á. Cá khó. Xem cái quảng cáo lấy tiền nâng cấp thuyền thế nào. Mà chúng ta vẫn chưa nâng cấp thần câu. Thì chưa nâng cấp thần câu thì chúng ta không thể câu được những con cá cấp cao hơn. Thế thì chúng ta cần gì mà nâng cấp thuyền vội nhỉ? Rồi, nâng cấp thuyền sẽ để sau cùng.
Chà, xong rồi. Rồi, 2.700 vàng, thêm cả cái này nữa đi. 1.560 vàng. Thì là không cho. Chúng ta có thể chọn lính Ý, Rome, hay là Đức. Ngoài ra còn có những cái đây, giới thiệu gameplay ở Civilization nữa. Vì thì các bạn hãy chọn cho mình những cái quốc gia mà các bạn yêu thích. Xây kiến trúc theo Nhật Bản nè, vô đúng nhà rồi. Này cho nó địch cái chết quá. Kẻ địch của chúng ta đúng rồi, đây mạnh. Tự game Rise of Civilization. Thời kỳ tiếp theo. Như nó đồng tên thành Rise of Kingdom hay sao nhỉ? Ngày xưa mình chơi rất là ổn. Tự game rất là hay. À đúng rồi, đổi thành Rise of Kingdom rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái tiệm này. Giấu mồi trong 9 giây à? Cái này là sao nhỉ? Mấy cái sân mồi này mình chưa hiểu lắm. Mồi này làm gì đây? Chưa nghe được cái nâng cấp cái này nữa. Nó 10 luôn đi. Sẽ đi ra xa này hơn để câu cá dài hơn. Mình lại có con mà lên 10 không câu được đúng không? Đớp đi em ơi. Con giờ hơi này đớp làm gì, cho mày thành mồi luôn. Lạnh kéo vàng cái hề sao thấy mấy con kia đâu nhỉ? Mấy con mình cần câu để hoàn thành nhiệm vụ thì không thấy đâu. Có tận level 16 mới cắn câu nữa. Tưởng level 10 là cao lắm rồi chứ. Cắn câu em bạn ơi. Đâu rồi? Vừa một bé đấy. Không sao không thấy mấy con cá này nhỉ? Sao mình không thấy mấy con cá mà mình cần đấy nhỉ? Rồi, mỗi lần câu này không mất thể lực nhỉ? Ngon. Mình tìm hoài cá kia không thấy nhỉ? Có gặp cá to đùng cái kia gì ấy. Bạn có thấy điều đó không? Có một con cá khổng lồ đã chuyển sang mùa tối luôn rồi đấy. Nãy còn đang ban ngày mà giờ đã chuyển sang tối rồi. À, đây phải con cá mình cần không? Không phải. Đây thì phải. À, anh em ơi. Đúng rồi, như con này. Đúng rồi. Không phải luôn à. Bỏ ra. Đá thôi. Chúng ta biết chúng ta sẽ được mua cái gì. Lấy tiền đã. 2.600 tiền lại phải nhúng chàm. Nó có nhiều nước chắc quảng cáo thuế tiền. Nó có một cái nội tại riêng. Còn nó không có quân nào mạnh. Tại vì có quân thì mạnh ở đầu game, có quân ở mạnh ở giữa game, có quân mạnh ở cuối game, kiểu như vậy. Nó ngầu quá, nó hợp với cả những người Việt Nam. Đó là Kingdom tự game rất là hay. Ngồi chơi đi cuốn chiến thuật. Nhân này thì mình đã xây dựng đầu tiên. Mới lạ. Các bạn có thể thấy rằng là có Việt sắp này, có tiếng Việt mọi thứ đâm cho chúng ta rất là dễ hiểu thôi. Game này có một cái điều đó là cái sự kiện nó nhiều lắm mọi người. Cho nên nhận quà các bạn cả nồi nhiều luôn. Thả ra. Trong này chỉ có quảng cáo thế này. Đã sao? Đang có một khoảng lần. Khoảng tiền khứ khứ. Nâng cấp được chiều dài của dây. Vẫn bắt đi vào. Đây mình dài thật. Không đẹp lại dài đây. Ui, xấu phết. Tự góp mình còn dở hơi đây.
rồi, vẫn là phát hình quảng cáo. Cái này có cả thương vãn. Ô, không có nào này đốt. Ui, một cái kiếm. Đứng. Ui, con đỏ nhỏ này đốt hơn. Đớp. Ôi con này. Đưa tiền nó ngon. Ui, con này ngon. Chỉ ít tiếp xem này. Thuyền này. Một thuyền và tiền ra. Là nhân vật nữa cơ. Cái câu cá nghiệp dư chuyên nghiệp và huyền thoại. Đây. Nhiều loại thuyền thế. Thuyền cổ điện này, thuyền điện, thuyền du thuyền và thuyền huyền thoại. Và nãy giờ quan trọng nhất là mình vẫn chưa bắt được mấy con cá mình cần. Nó khó nhìn thế nhỉ. Nó không cho mình nhìn xuống dưới xem có những loại cá nào để mình có thể chọn được vị trí ấy. Cũng như là điểm rơi để đặt con cá. Đấy. Khó khăn thế cơ mà. Bây giờ mấy con này thì không thể nào mà câu được rồi. Bọn giới trẻ đi. Khó lấp đầy hồ cá với cá hơi khoai. Vừa rồi thì mình với các bạn đã cùng trải qua những trải nghiệm ban đầu về cái tựa game Fishing Line này. Nói chung thì đây là một tựa game giải trí đơn thuần và cũng không có gì nhiều để nói về nó cả. Quan trọng nhất đây là không khí và cái cảm giác mà Fishing Line mang lại. Nó là một bức tranh rất là thơ mộng và yên bình về một cái ước mơ mà bất cứ ai mình tin là cũng sẽ đã từng trải qua. Đó là bỏ lại công việc ở phía sau và tìm cho mình một chỗ thật đẹp, những con thuyền thật chắc chắn để đi câu những loại cá mình ưa thích, đem chúng về thủy cung để nuôi lấy tiền này, đem con thuyền ra tiền này, hoặc là bán chúng ở ngoài. Các bạn xem, bán chúng ở ngoài hoặc là các bạn có thể sử dụng chúng làm mồi câu. Ngoài ra các bạn có thể nâng cấp cần câu, mua thêm một cái số những cái mồi câu chất lượng hơn thì có thể câu được loại cá ngon hơn. Ngoài ra thì Fishing Line còn có rất là nhiều các cái map khác nhau mà mình nghĩ là chúng ta sẽ có cơ hội được trải nghiệm cũng như là khám phá cái map này ở các giai đoạn về sau. Rồi bây giờ thì mình sẽ đánh giá con Fishing Line này với số điểm là 7,5 điểm cho cái tính chất giải trí đơn thuần và nhẹ nhàng mà thử nghiệm này mang lại. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip review game Fishing Line của mình nhé. Và hẹn gặp lại anh em trong các clip sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.